Xin chào tất cả các bạn học viên đã tham gia vào lớp học Bùn Nguyễn Makeup cùng nhau tỏa sáng. Cũng như là ở những bài học trước thì mình đã chia sẻ với tất cả các bạn và cách phân biệt các loại da, thì đến bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành để biết được các cách chăm sóc da mặt theo từng khuôn mặt như thế nào. Và đồng hành cùng với Bùn Nguyễn trong suốt quá trình học đó chính là trợ giảng, là chuyên viên trang điểm Makeup Artist Bùi Lê Thanh đến từ Bùn Nguyễn Makeup Store. Đến với cả bạn người mẫu ngày hôm nay thì như các bạn đã biết thì nhìn thông bằng cách quan sát thì các bạn sẽ thấy được da mặt của bạn mẫu này có những điểm bị bóng nhờn, ví dụ như là phần chữ T cũng như là phần cằm và phần mũi. Thì khuôn mặt của bạn này nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ là da bạn này là thuộc dạng da nhờn, nhưng khi mà nhìn kỹ lại thì phần gò má của bạn hơi có nhiều chóp vẩy. Thế nên là đối với cả những người thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, và nói đặc biệt hơn là ở Việt Nam thì đây là thuộc dòng